Theo các bạn thì như nào, các bạn cảm nhận nhìn thực sự như là một tình yêu thật sự luôn đấy. Còn người khác thì mình không biết, nhưng mình thấy trên mạng bây giờ tức là cứ mọi người là cứ thấy đôi trẻ yêu nhau xong bắt đầu là được 5-3 hôm mà thích thì yêu, mà không thích thì lại bỏ. Mình thấy thế là theo cái kiểu phong trào chứ nó không xuất phát từ đáy lòng thật sự. Còn ai mà đã yêu thực sự thì nghe xong cái bài này thì buồn lắm. Bài chắc cái đó sẽ về rất là buồn nếu mà các bạn đã từng yêu. Nên là mình cũng có một lời khuyên chân thành ấy, là hạnh phúc của một đời người đấy, như mình chứng kiến rất là nhiều gia đình bị đổ vỡ trong hôn nhân
đổ vỡ trong trong gia đình cũng chỉ vì một cái lý do rất là nhỏ nhặt mà chấp chi rồi nè, cũng có cái tính ích kỷ cá nhân mà làm cho gia đình người ta tan nát. Các bạn cứ bỏ qua được cái gì thì bỏ qua và nên sống thật với bản thân, sống thật, rất là thật với bản thân thì mọi người sẽ yêu quý và các bạn sẽ giữ được hạnh phúc của mình rất là lâu dài. Tình yêu thì cũng không thể nói trước được điều gì cả, nó không phải một chiều, một sớm một chiều nói yêu là yêu được ngay, nó phải qua quá trình tìm hiểu, qua quá trình qua dành thời gian cho nhau, đi chơi đây đó, rồi là quan tâm đến nhau, biết chia sẻ, đồng cảm với nhau một chút là được rồi. Theo mình nghĩ như thế là vui lắm rồi, nhưng mà trong lòng họ nó lúc nào cũng phải nhớ đến người đấy.